này số cơ hay số tự động? Số sàn hả? Cái này cái này số nhớt hay số dầu? Số nhớt hay số dầu? Số cơ hả? Chắc không? Đâu vô coi nó kêu cái cọc không? Vô số coi kêu cọc không? À đúng rồi, số cơ. À rồi rồi, thấy gồng kiểu đó là biết số cơ rồi. Mua đồng hồ mấy chục ngàn mà đẹp vậy. Đã quá. Có cái máy cày này mà số cơ thôi. Resource Special. Số cơ nè. Máy. Mấy cái đèn này nó còn rin không? Bóng rin nhựa rin không? Mới lấy hả? Ủa? Mới về có 2-3 năm mà hả? 21 tháng 7 năm 2020 có sới. Năm kia với năm ngoái đâu. Năm kia về giờ chưa cho xả nè. Như cái chiếc này nè. 39 ngựa hả? Không, cái này 50 mã nha. Cái hiệu nó thôi. Hả? 50 ngựa hả? Mấy máy? Một máy, hai máy, ba máy, bốn máy, năm máy. Hả? Chứ sao nhiều ống nè? Ống dầu về, ống dầu đi, ống dầu hồi. Ủa còn ống này một máy, hai máy, ba máy. Héo con tròn. Quà mới hay hả? Chữ này chữ Nhật cả. Chữ Mỹ. Cái đề này nó thay mà thay bên Nhật. Hãng Denso. Tay lái có trợ lực không? Cái đời này nó cơn hết tay. Trợ lực đi luôn đây. Wow. 2149 giờ. Tay lái đâu còn đẹp ha. Nó cà lắm vậy. Để ra chú nhuyễn đó nè, để lên xe đảo luôn nha. Nó còn cái bô gì nữa không? Đúng rồi, nó có bô nữa. À. Để gì nghe cho nên thư giãn đó mà. Nó còn cái bô nè. Đúng rồi, bô chụp vô. À. Đúng rồi, để gì cho nghe cho thư giãn. Ủa cái nắp này sao mình dỡ ngang lên hả? Đúng rồi, dỡ ngang lên, bỏ bình. À, bỏ bình đây. Bình rin luôn hả? Đúng rồi. Để luôn nè, thấy không? Để luôn nè. Bây giờ mình phải đi mua ngược lại. Vỏ rin luôn ha. Trời, vỏ còn mới tinh ta. À, mã vỏ này bên đó sản xuất nghe thấy nó hay hay sao á. Có nghĩa là nó răng nè. Hả? Vỏ sau cũng vậy nè, răng. Như vỏ này chạy có nổ không? Nếu mình sợ lót sơ mi vô cả 5k là thấy không? À. Lót cái sơ mi vô bảo vệ là không vậy? À. Đúng không?
lấy cái áo sơ mi lót vô. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, sản xuất thấy hay không? Mâm đồ nước sân rin luôn ha. Cái xe này chắc bỏ bãi lâu lắm mà ha. Đố biết chiếc này của nước nào sản xuất? Nó là đúng đó, là của Mỹ. Bao là mình biết rồi, bao là của Mỹ. Ồ, của Mỹ. Nhưng mà đố biết nó sản xuất ở đâu? Lập. Không. Đâu? À, anh. Ở đâu các cửa? À, đúng rồi. Mát dê em án lần. Không. Nè. Cái này nó tắt máy bằng cơ hay bằng điện? Cơ nè, kéo là tắt nè. À vậy thôi hả? Vậy thôi. Chứ không phải là tắt bằng điện luôn hả? Mấy dè đồ nước sơn nó còn rin luôn ha. Pho này nó chắc lắm. Ai mà sạc pho biết rồi, chất lượng lắm. Cái cầu khủng chứ. Ừ, thấy đứt đâu. Khủng hoảng. Đá lửa luôn, bao nhiêu. Ừ. Hơi bự. Chứ mà mấy Nhật nó làm cái tròn quay hả? Nhật nó tiết kiệm sắt. Mà cái dán cái giống như phải chạy cho thấy không, làm gì kinh cẳng nó dài nó bự chắc lắm. Ừ. Nhật mình nó phải chạy nó nhỏ. À. Việt mình em biết rồi, ham biết bự không? Bự vô như là Việt Nam mình có đó. Cái gì bự là khoái. Đúng rồi. Có cái bự không thích. Cái gì bự thích á? Hả? Cái gì bự thích á? Có cái bự không thích. Dạ. Bự quá không thích. Thấy bà nữ gì bự thích á, bự vậy. Không, có cái không thích. Không. Nó rộng. Nó chập tàu lao rồi, quá đẹp ha. Ủa bên này mất hết mấy con vít rồi. Ừ, xiết lại thôi, bắt ống ra lại. À đâu lắc lên chạy vòng hư coi, chơi chơi vui vô. Quá ngon. Ok đó, chiếc này quá vip. Rồi. À. Giá cả xong. Giá. Giá cả đang cần cái điện cà phê. À. Ok. Ai điện? Người ta điện, khách hàng điện. À. Rồi. Anh em nào mua điện đúng không? Rồi, anh em mua điện. Rồi, ok, rồi vô nghỉ đi. Rồi, đem về vô luôn nha. À, chạy rồi. Vô đi. Bye bye anh em nha. Rồi. Mâm đồ ốc rồi còn nước sân riêng luôn.